anh em đánh cầu lông bay người như Kento Momota hay Lee Chong Wei thoải mái luôn. Đấy, tiếp theo một đặc điểm nữa đó là nó bó gối này nó trợ lực rất là nhiều. Một là nó để bảo vệ, hai nó trợ lực chân chúng ta yếu, chân chúng ta mỏi thì chúng ta rất dễ là bị chấn thương, lúc đó khớp chân chúng ta rất là rời rạc. Thì cái này nó sẽ trợ lực cho chúng ta. Đây, nó có hai thanh lò xo ở bên này và hai thanh lò xo ở bên này, tổng có 4 thanh. Mọi người hình dung khi chúng ta gập xuống thì nó tạo ra cái phản lực để trợ lực ẩn về. Đấy, và miếng silicone này rất là êm. Tiếp theo, nếu mọi người có thể nhìn thấy Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì bên Hùng vừa mới về rất là nhiều hàng. Và trước mắt các bạn đây đang là các thiết bị bảo vệ cho tập luyện và thi đấu thể thao. Và đối tượng chính Hùng giới thiệu đến mọi người đó là anh em chơi cầu lông. Dĩ nhiên anh em ở bộ môn khác thì đều có thể sử dụng, bởi vì đây là thiết bị bảo vệ chung cho tất cả các môn thể thao. 40 chiếc đai lưng để giúp cho mọi người bảo vệ lưng của mình. Ví dụ như anh em nào mà đã có tuổi rồi, ví dụ như trên 35 tuổi thì vấn đề về lưng nó thường sẽ xảy ra các vấn đề đau mỏi hay là đau nhức. Hoặc là anh em nào mà chơi cầu mà hay vặn sườn để đập cầu ấy thì rất thường hay bị đau lưng, thậm chí Hùng cũng đã bị dính một hai lần rồi, và có một lần Hùng còn đi tận viện Bạch Mai khám. Đấy, thì đai lưng này nói chung là nó rất tiện lợi, anh em đau lưng hay các thứ gì cứ bó vào. Và đây là cái loại đai lưng nó rất là thích hợp với anh em cầu lông, vì Hùng đã lựa chọn vì nó không quá cứng, nó có độ mềm nhất định, đeo vào cảm giác sẽ thoải mái và dễ chịu, và nó không cố định hẳn lưng mọi người lại. Bởi vì là loại bó để dành cho chơi cầu lông và loại bó để dành cho tập gym khác nhau. Loại bó dành cho tập gym thì nó sẽ có những thanh sắt để nó cố định với cái gọi là cái cố định lưng ở mức độ cao hơn. Còn đây là bó gối là phù hợp với anh em chơi cầu lông và những môn thể thao như bóng chuyền, bóng rổ các thứ. Những môn thể thao cần vận động và vẫn cần phải có sự di chuyển về lưng, chứ không giống như tập gym là phải cố định lưng lại. Đấy, tiếp theo là bên này thì Hùng có, đây là bó cổ chân. Bó cổ chân thì giúp chúng ta chống lật cổ chân, tránh chấn các chấn thương về cổ chân, đặc biệt là lật sơ mi mọi người. Lật sơ mi thì bó cổ chân loại này thì nó rất là mỏng và nó đeo rất là dễ chịu, và chúng ta có thể đeo vào giày để sử dụng để chơi thể thao mà không bị cụm chân, bởi vì nó rất mỏng và chất liệu cao cấp, rất là bền và bó cũng rất là chắc. Phía bên này, đây là sản phẩm mà bên Hùng đang bán chạy nhất. Đây là 100 chiếc bó gối, loại bó phun gối 3 đai. Đây là loại bó gối bán cực kỳ chạy bên Hùng với chất lượng rất tốt và được anh em lông thủ cực kỳ tin dùng. Nó hỗ trợ lực cho chân rất tốt, bảo vệ cho chân rất tốt khỏi các vấn đề liên quan đến chấn thương đầu gối, các vấn đề liên quan đến dây chằng hay chạy bóng chè. Và có rất nhiều khách hàng họ không phải là người chơi cầu lông, mà họ là những người mà họ bị do quá trình tai nạn giao thông hay là khi chơi bóng đá hay là vấn đề gì đó mà họ bị chấn thương dây chằng, họ phải đi mổ. Thì sau khi mổ xong thì họ sử dụng cái bó này để cố định chân, để hỗ trợ cho đi lại thì cũng rất là tốt. Đấy, nhưng mà một yếu điểm của loại bó gối này đó là nó hơi cảm giác hơi vướng chân. Nhưng mà Hùng trong các loại bó gối thì Hùng vẫn thích loại này nhất và tin tưởng dùng loại này nhất. Ok, chúng ta quay sang đây một chút. Ở đây thì Hùng có bó cổ tay. Bó cổ tay anh em nào mới chơi cầu lông thì rất là thường hay kiểu bị sai kỹ thuật và đánh thì thường bị đau cổ tay, hoặc là khi mà chúng ta chơi chúng ta cố cứu cầu hay cố đánh gập cổ tay xuống để đập cầu chẳng hạn, ngày xưa cũng bị dính một lần và phải nghỉ mất mấy tháng bị sụn cổ tay. Đấy, thì bó cổ tay này nó sẽ quấn cổ tay chắc lại và giúp cố định cổ tay khỏi những cái lực nó sai, nó tác động vào khớp và dẫn đến chấn thương. Anh em nào bị đau cổ tay thì đây là một lựa chọn rất tuyệt vời. Cùng với đó, những người chơi cầu lông sai kỹ thuật thì cũng thường rất bị chấn thương khuỷu tay, đặc biệt những người mới chơi trong quá trình đập cầu thì chúng ta bị chấn thương khuỷu tay, và khuỷu tay này của chúng ta rất là đau, đập cầu sai kỹ thuật là căng khuỷu tay ra rất là đau. Thì cái bó khuỷu tay này nó giúp mọi người giải quyết vấn đề đó, giảm thiểu lực tác động vào khuỷu tay. Đấy, thì nó có hai màu, bó khuỷu tay bên Hùng thì có hai màu đỏ và xanh dương. Đây là các sản phẩm đến từ thương hiệu, tất cả sản phẩm ở đây đều đến từ thương hiệu Aoline, thương hiệu chuyên về thiết bị bảo vệ nổi tiếng của Trung Quốc. Và đa phần anh em tập gym thì gần như cũng đều biết cái thương hiệu này Aoline. Và mọi người thì hình dung những cái sản phẩm của một thương hiệu chuyên thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái công nghệ, nó sẽ có những cái cải tiến kỹ thuật nó tốt hơn với những cái sản phẩm, ví dụ như kiểu người ta đang kinh doanh về giày mà người ta làm thêm này thì không thể bằng một cái sản phẩm của một hãng chuyên dụng được. Thì bây giờ Hùng sẽ giới thiệu kỹ hơn cho mọi người về các sản phẩm bó lưng đi. Trong bao vợt của Hùng thì cũng đang có một chiếc, nhưng Hùng sẽ lấy một chiếc mới để thử cho anh em. Đây là chiếc bó lưng, Hùng sẽ mở nó ra, cái thương hiệu Aoline. Đây, nó có hai dây đai, đây là đai ngoài, đai trong, và đây là đai ngoài. Đai ngoài giúp chúng ta bó chặt hơn, hỗ trợ. Đấy, bây giờ Hùng sẽ bó cho mọi người xem là mặt trong đây thì chúng ta thấy mọi người nó rất là thông thoáng, nó không bị bí. Mặt trong đeo vào người cảm giác khá là dễ chịu. Đấy, thì bây giờ Hùng sẽ thử lên bên ngoài áo đi nhá. Bình thường thì anh em mình đeo bên trong, nhưng mà Hùng sợ là Hùng cởi áo ra body đẹp quá chị em không chịu được.
nên là thôi phải mặc áo ngoài. Đơn giản là mọi người cho phần to này vào đằng sau lưng, mọi người cuốn lớp trong trước, được chưa? Ok, đây. Và tiếp theo, để thắt chặt hơn thì mọi người cuốn thêm lớp ngoài bên này vào một cái, bên này thêm một cái. Người sợ. Thấy chưa? Mọi người thấy eo của Hùng đẹp không? Eo này của Hùng nó chỉ rơi vào khoảng 60 thôi. Body chuẩn của chị em phụ nữ. Ok, thế là xong bó lưng Hùng vứt ở đây, tặng sang bên kia giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Đây là bó cổ chân. Hùng sẽ mở ra cho mọi người xem. Bó cổ chân. Chất liệu rất mỏng, chất liệu cao cấp. Đây là chiếc bó cổ chân. Đây là mặt trong. Đây là miếng dán của thương hiệu Outline. Đây là size L, size dành cho nam. Và mặt ngoài. Về độ dày của sản phẩm mọi người có thể nhìn thấy. Sản phẩm khá là mỏng, giúp cho chúng ta đeo cảm giác không bị cụm chân. Bây giờ Hùng sẽ sử dụng nó. Đây là cái bên chân trái. Thì Hùng có thể đây đặt chân xuống đây. Như thế là sợ. Dĩ nhiên là mới đầu anh em mua về dùng thì có thể là chưa quen cách bó, nhưng mọi người cứ học. Đầu tiên mọi người bó cái này vào trước. Đấy, bó chặt cổ chân vào trước. Hùng bó lên. Đấy, Hùng bó nó rất là nhanh. Này. Đây mọi người thấy không? Nó thừa đoạn gót ra cho chúng ta thoải mái đây. Rất là chắc chắn. Đây, chất liệu mỏng. Anh em có thể đeo thì Hùng thấy rằng anh em mua, Hùng hay thấy anh em chơi bóng đá mua cái sản phẩm này của bên Hùng rất là nhiều. Hùng đang bán trên Shopee cái sản phẩm này, nó rơi vào khoảng bán được khoảng hơn 300 sản phẩm rồi. Thì nó không bị cộm mà, với cả nó rất là tiện để cho anh em chơi thể thao. Đấy, rất là chắc chắn. Hạn chế một cách tối đa việc chúng ta bị chấn thương, bị lật cổ chân, lật sơ mi. Đấy, thì giới thiệu thế. Tiếp theo, bó cổ chân xong rồi chúng ta đến bó cổ tay nha. Đây là bó cổ tay. Bó cổ tay thì về nhu cầu về sản phẩm bó cổ tay thì nó về thị trường đánh giá không nhiều. Đợt này chỉ nhập có 20 chiếc thôi. Đây, đây là bó cổ tay. Thì bó cổ tay này nó có hai lớp. Lớp phía trong này lớp kiểu chất liệu xốp rất là mềm. Không phải xốp mà là chất liệu kiểu sờ nó xốp xốp, êm êm. Rất là mềm nên đeo vào cổ tay sẽ cảm giác rất là êm và dễ chịu. Lớp ngoài này để cố định và giúp cho nó chắc chắn hơn. Đấy. Cái này hơi xấu bởi vì người ta đút vào túi người ta gập nó lung tung quá nên nó thành nếp. Bây giờ Hùng sẽ quấn một lần cho anh em coi nha. Đây đầu tiên mọi người quấn lớp trong. Hùng quấn nhanh quấn đại đi nha. Đấy. Quấn chặt một chút. Đấy. Và lớp ngoài Hùng quấn. Đấy đây cực kỳ chắc chắn. Đây mọi người, quay sang đây cho đẹp. Nó bảo vệ cổ tay của chúng ta. Thì chúng ta, đấy, nó sẽ giới hạn cái cứ gặp cổ tay nó chỉ đến đây thôi. Đấy thì anh em mà bị chấn thương, bị đau cổ tay do sai kỹ thuật hoặc là do đánh cầu cố quá thì dùng cái này. Đây là bó cổ tay. Tiếp theo nữa là bó khuỷu tay. Mình sẽ lấy cái màu đỏ này ra cho nha. Đây một đôi. Hùng có bán một chiếc rồi nha anh em. Nếu anh em nào không mua hết cả đôi, Hùng cũng bán lẻ một chiếc. Đấy thì đây là phía ngoài chất liệu không bị sủ. Chất liệu rất là cao cấp. Rất là mềm. Và phía trong, Hùng sẽ lộn ra cho mọi người xem. Đây đường vải, đường chỉ của nó, đường chất liệu đấy rất là xịn. Đặc biệt là ở phía trên này, nó có cái đường silicon. Đây là silicon để giúp chúng ta chống trơn trượt, chống bị trượt xuống. Bây giờ Hùng sẽ đeo nó vào nha. Bây giờ thì Hùng sẽ sử dụng đeo cái sản phẩm này vào. Thì rất là đơn giản thôi. Mọi người chỉ việc sò vào khuỷu tay thôi. Mọi người đấy. Sản phẩm này bên Hùng bán cũng rất là chạy. Đây mọi người. Đấy, kéo dịch lên trên tí nữa. Lắp tay. Rồi tiếp theo, tháo ra đây. Tiếp theo ở bên này là sản phẩm best seller của Sport Badminton, đó chính là bó gối ba đai loại cao cấp. Mở ra cho mọi người xem. Anh em nhìn có thấy xịn sò không? Cho ông được giới thiệu đến mọi người. Đây là mặt phía ngoài. Đây là chữ outline của hãng. Rồi, chúng ta sẽ cùng quay mặt trong xem thiết kế của nó có cái gì. Một, đó là nó có một miếng silicon hình tròn để ti vào bánh chè đầu gối của chúng ta, giúp cố định bánh chè không bị chạch. Và khi mà chúng ta ví dụ như chúng ta ngã hay là chống đầu gối xuống thì có cái này, cái silicon này rất là êm, chống đất.
anh em đánh cầu lông bay người như Kento Momota hay Lee Chong Wei thoải mái luôn. Đấy, tiếp theo một đặc điểm nữa đó là nó bó gối này nó trợ lực rất là nhiều. Một là nó để bảo vệ, hai nó trợ lực chân chúng ta yếu, chân chúng ta mỏi thì chúng ta rất dễ là bị chấn thương, lúc đó khớp chân chúng ta rất là rời rạc. Thì cái này nó sẽ trợ lực cho chúng ta. Đây, nó có hai thanh lò xo ở bên này và hai thanh lò xo ở bên này, tổng có 4 thanh. Mọi người hình dung khi chúng ta gập xuống thì nó tạo ra cái phản lực để trợ lực ẩn về. Đấy, và miếng silicone này rất là êm. Tiếp theo nếu mọi người có thể nhìn thấy đường silicone sáng sáng đây, đường silicone trên và dưới giúp chống trượt, giúp cho cái bó gối này không bị trượt khỏi vị trí của nó. Tiếp theo nữa về phần băng dính, mọi người có thể nhìn thấy bó gối này nó sở hữu trong thiết kế của mình hai cái băng dính, một là băng dính ở chỗ này, hai là băng dính ở chỗ này, thì khiến cho cái bó gối bó rất là chắc chắn. Bây giờ thì mình có thể bó nhanh cho anh em xem. Ok, đầu tiên chúng ta thôi không kéo quần nữa, bó tạm nhá, nếu không phải cởi quần đấy. Ok, đầu tiên chúng ta duỗi thẳng chân, đặt đúng cái vòng tròn silicone vào bánh chè, giữa bánh chè đầu gối. Tiếp theo chúng ta thắt đai ở giữa để tạo sự cân bằng, không cần thắt chặt quá. Tiếp theo chúng ta thắt các đai ở phía dưới. Lưu ý mọi người sờ phía sau này, nếu mọi người mà không thuận thì nó sẽ bị cộm lên như này. Đấy, phải như này nó mới thuận. Mọi người kéo vào, lỏng chặt tùy mong muốn và cảm giác của mọi người. Phía trên này cũng thế, giả sử hùng quấn không đúng chiều nó sẽ bị cộm. Đấy, cứ phải duỗi thẳng ra, quấn, kéo ra. Mọi người có thể nhìn thấy cái băng dính đầu tiên nó sẽ dán vào đây, và cái băng dính thứ hai nó sẽ dán nốt vào và biểu tượng chữ outline của hãng đây. Đấy, thì nó hỗ trợ trần lực rất là nhiều. Đây, mọi người có thể thấy hai cái lò xo ở hai bên này đây, và hai cái lò xo ở hai bên này nó giúp chúng ta trợ lực. Còn gì không ta? Ok, vậy là đấy là tất cả những sản phẩm thiết bị bảo vệ của bên Hùng. Và nếu mà anh em nào đang gặp chấn thương hoặc anh em nào mong muốn là bảo vệ mình khỏi những chấn thương thì có thể sở hữu cho mình. Hùng nghĩ rằng những cái thiết bị này nó rất cần thiết và thực sự nó cũng không đắt tiền, nhưng chất lượng hàng thì rất tốt. Bên Hùng nhập trực tiếp từ xưởng sản xuất của thương hiệu Howline nên là giá có thể nói là cực kỳ tốt. Với những sản phẩm chất lượng như này trên thị trường, nếu mọi người mua có thể mua với mức giá gấp đôi, thậm chí là còn cao hơn. Không có một sản phẩm nào vượt quá 160.000, thậm chí là đai lưng hay bó gối đều rất rẻ, giá rất là hợp lý. Mọi người sẽ nghĩ rằng ô, cái đai lưng này có thể hơn 200.000 hoặc hơn 300.000, cái bó gối này có thể hơn 200.000, hơn 300.000, nhưng xin thưa rằng nó chỉ dưới 160.000. Đấy, rất là tuyệt vời. Hùng mang đến những sản phẩm rất là chất lượng và phù hợp với cái nhu cầu và các vấn đề mà mọi người gặp phải. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người tại video tiếp theo. Bye bye.